Vâng, xin mời các bạn lắng lại thêm một chút và câu chuyện thương và có những ngày hôm nay. Vâng, tôi đã trước đây thì tôi cũng đã nói về cái cuộc sống và dòng sông thương này đúng là kỷ niệm của Hưng Hoa Ba cách đây những nhiều năm. Và tôi đã từng vét than trên cái dòng sông này, và hàng ngày tôi vét than ở cái dòng sông này và tôi chăn trâu cất cỏ. Và những năm xưa và tôi đóng gạch ở đây, mà chính cái chúng mảnh đất này là bố mẹ tôi lần trước là thầu lò gạch ở đây. Đấy, ở bên dòng sông này là cũng đã đầu tư vào đây, nhưng trong quá trình khó khăn vất vả quá thì chính lúc này mảnh đất này luôn là bố mẹ Hưng và bà cũng đã làm chủ thầu của lò gạch ở đó, ở đây chính tại mảnh đất này. Vâng, cho một tràng pháo tay. Vâng, thấy sự phát triển này là đặc biệt, nên là trong cái mảnh đất này thì mọi người là phát triển món sâm, đặc biệt nếu như mọi người là quan tâm đến sâm thì hôm nay tôi uống rất là ngon, và tình cảm trái tim của dòng sông thương này lan tỏa món sâm này nhiều hơn trên mọi miền tổ quốc. Và điều đầu tiên tôi nói muốn mới nói với học trò những cái điều nhấn mạnh một điều rằng chúng ta học nghề thì chỉ là nghề thôi, và khi chúng ta học nghề là bước trỗi dậy để chúng ta bỏ, và chúng ta mở được một nhà hàng thì là chúng ta mới ngẩng đầu lên, và chúng ta đi thẳng là nữa thì chúng ta phải làm chủ nhà hàng và duy trì được nó, và có nhiều cái phương án và chọn lựa và khẩu vị mọi cái. Thì tôi đã dành những thời gian là rất là nhiều đêm, và thậm chí chúng tôi học đến tận 2 giờ đêm, có hôm đến 3 giờ đêm. Vâng, và ngày hôm nay thì để đạt được những kết quả như ngày hôm nay là chúng ta là gọi mới là mới nhổm dậy để chúng ta bước trên con đường để thành công. Và đây đôi lời muốn nói với ông chủ nhà hàng ngày hôm nay, rất là nhiều nghề, và khi mà đến với Hưng Hoa Ba thì bạn ấy rất là buồn, bởi vì bạn có một đàn lợn đâu đó là có mấy trăm con ấy, nó cứ rù dần. Từ mỗi lần học lên là bạn ấy ngồi nghĩ, uống chén nước chè bạn uống không xong. Rồi. Câu chuyện là có thật luôn. Rồi. Và về nhà thì vợ nhà trông lợn thì nó bị dịch. Đấy, cho nên không còn tôi phương án nào nữa thì bạn ấy bảo tôi động viên. Cái và cái điều đầu tiên tôi muốn là đem cái năng lượng để cho bạn. Ơi, quá khứ thì đã qua. Và tương lai thì chưa tới. Và hãy sống ngay từ hiện tại. Em ơi, bỏ đi hết. Và ta làm lại từ đầu. Cùng bạn quay 180 độ để có ngày hôm nay, để phục vụ bà con cả huyện của chúng ta. Xin mời các bạn nghe tâm sự của bạn. Xin mời. Vâng, dòng sông tuyệt vời này mang đến chảy dài trên mọi tổ quốc với hương vị sâm của dòng sông Thương, sâm của bồi đất của sông Thương, sông Lam núi Dành sẽ là mãi là huyền thoại của chúng ta. Sông Lam núi Dành ơi, ở đây bà con sẽ phát triển kinh tế ngoài vấn đề món sâm tuyệt vời này. Vâng, xin mời. Vâng, lời tâm sự với này ông trò tại sâm Lam núi Dành. Alo, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Và thứ hai thì em cũng xin chúc thầy luôn mạnh khỏe. Nhờ có thầy trong những cái trong xúc động những ngày đúng những ngày buôn lợn ấy, để cho em đến ngày hôm nay một lời mà em phải nói là thực sự là em không biết nói gì hơn. Em chỉ cảm ơn thầy, thầy là người luôn dạy dỗ các em, luôn chỉ bảo các em để đến ngày hôm nay. Em không muốn nói gì hơn, luôn chúc thầy là mạnh khỏe và thành công. Vâng, chúc nhà hàng của luôn em thích vượng và luôn luôn bền chắc và phát triển kinh tế rất là tốt. Và ngày hôm nay chúng tôi ngẩng cao đầu lên để nói về một tình yêu quê hương, một vùng đất Thái Nguyên yêu thương, một dòng sông tuyệt vời, một nơi du lịch tuyệt vời. Và chúng ta ngẩng đầu lên và chúng ta không thể ngồi đây chụp và hít khói được. Thái Nguyên ơi, bài về Thái Nguyên bắt đầu vòng trò Thái Nguyên. Thái Nguyên trước nhá. Thái Nguyên xong rồi Bắc Giang. Có một đại diện của Bắc Giang hát. Ok, xin mời. Bài Núi Cốc của Thái Nguyên. Xong rồi bắt đầu về Bắc Giang. Chúng ta đi từ xa về. Yên Trung ơi. Xin mời. Nhạc cũ đâu, Thái Nguyên yêu thương. Vâng, bắt đầu từ Thái Nguyên về, chúng ta chạy về Bắc Giang nhá. Xin bà con lắng lại một cái. Chúng ta không thể thôi. Rồi, xin mời. Tôi yêu Thái Nguyên, mảnh đất yêu thương này. Để cho tôi ấn tượng là đào tạo cho con người ở Thái Nguyên trở thành ấm tượng được rồi. Thái Nguyên. Thật ra là hôm nay em rất là
Lời tình cảm cũng như là cảm ơn tất cả bên Bắc Giang là nhà em Hiệp với toàn thể gia đình rất là tuyệt vời. Huyền thoại hôn lễ cấp phòng trò đến từ Thái Nguyên. Yeah. Và chúng ta trở về Bắc Giang dần. Chào anh Dương Chi nhá. Một sinh viên ở trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Xin mời em. Alo. Bông bay chi bông bay. Trong trường thi thầu trai còn vùng núi. Vâng, xin mời anh Nguyễn Văn Hòa là anh ruột của chủ quán và người có góp công rất lớn hỗ trợ em trai để xây dựng quán như ngày hôm nay. Và anh đã bay từ Hồ Chí Minh về 2.000 km cùng với bạn bè của anh đã có mặt ngày hôm nay cùng với chung vui vườn bia sông Thương ngày hôm nay. Xin mời anh. Úi xời, xin chào mọi người. Nhờ thầy đứng cổ vũ. Thầy có cổ vũ được không ạ? Con gái Bắc Giang đâu nhỉ? Những cô gái xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu. Hôm nay là thay mặt gia đình rất Lan Thu Thủy và Lợi Hương Hoa, Vân Kiều, Nguyệt Nga. Thầy Hương ơi. Rồi. Anh Hương ơi. Lan Thu Thủy, Lợi Hương Hoa, Vân Kiều, Nguyệt Nga, con gái Bắc Giang yêu thương luôn. Thay mặt gia đình, cảm ơn anh Hưng và ekip Cameraman đã bỏ đường xa xa xôi từ Hải Phòng. Mặc dù là quê quán mình là Bắc Giang đúng không ạ? Nhưng mà anh em mình vẫn có gặp ngày hôm nay. Mặc dù là... Ôi, xin mời các tiên nữ đến từ Bắc Giang. Hey, yeah, yeah, mấy đâu ạ? Hey. Anh em an toàn này. Xin mời anh em ơi. Về quê anh Dương Giang. Anh ơi, về quê. Về quê, xin gái anh Dương Giang. Đưa em ơi. Em ơi. Đến Bắc Giang ạ. Yêu chọn chương trình ạ. Trời hết xin đây. Thêm nhạc. Người Bắc Giang yêu chọn chương trình. Yeah. Rồi, anh em mời các bạn tay đây nha. Thank you.
mình không cần lục sâu thương cảm sinh. Mọi người thấy con gái tiên trùng có sinh không nhỉ? Ai là có giỏi không? Gái Bắc Giang có sẵn sàng không? Lan Thu Thủy và Lợi Hương Hoa vẫn kiểu Nga, tất cả làm ở tiên trùng, sâm tiên trùng không uống không về, uống rồi lại say, say rồi lại không về. Vâng, xin mời các bạn. Okay. Cái bà, 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 cái bà